Các thủ số 19 Thanh Thiệp, số 26 Quang Siêu, số 4 Minh Sacom, số 20 Thạch Neymar, số 2 Lâm Ken, số 17 Vương Tiểu, số 15 Lương Viết Quang, số 33 thủ thành Duy Ba D và cầu thủ ma số 5 đó là Đình Thảo. Thêm một cái tên nữa đó là số 31 Tà Di Maria. Đi phía ơi, em mình nhổ neo. Bây giờ hiệp 1 chuẩn bị được bắt đầu. Này thì thời tiết tại sân bóng đá thành phố Bà Rịa đang là vô cùng đẹp trời. Suốt cả ngày hôm qua và ngày hôm nay thì trời đã có những cơn mưa rả rích. Và thật may khi trận đấu giữa Charity cùng với câu lạc bộ FC 81 diễn ra thì đã không có một cơn mưa nào. Thay vào đó là trời đang đổ nắng rất đẹp. Điều kiện thời tiết không thể lý tưởng hơn và một mặt sân không thể chất lượng hơn để cho Charity cùng với FC 81 có thể phô diễn mọi những kỹ năng của mình. Các bạn thân mến, sân bóng đá thành phố Bà Rịa là sân đấu mà câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đang lựa chọn để thi đấu tại giải hạng nhất của Việt Nam chúng ta. Như vậy thì hiệp 1 vừa đã bắt đầu. Hiệp 1 thì các cầu thủ của Charity là những người lấy bóng trước. Lâm Ken, Đình Thảo. Ngày mai Lâm Ken là một trong hai trung vệ của các thủ Charity. Tiểu Vương, Thạch Neymar. Thạch Neymar đang đá hậu vệ trái của Charity, ngôi sao tấn công của bóng đá phong trào thành phố Mang Thiên Bác. Điệp Ba Lô, cả đội bóng đang nhập cuộc rất chậm rãi. Xét về mặt lực lượng thì có vẻ như trong trận đấu ngày hôm nay các thủ Charity phần nào đó họ đánh được đánh giá nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà trong đội hình của đội bóng áo xanh đang có rất nhiều những thánh bảo. Tình huống ném biên được dành cho FC 81. Thanh Điệp, Tiểu Vương, rất hợp lý. Thạch Lê Ma, Tà Di Maria và cắt bóng tốt vào tình huống phản công cho FC 81. Đó là một tình huống mà trung vệ Lâm Ken đã có một pha đọc bài tốt và hỗ trợ phòng ngự hay cho những người đồng đội của mình. Thạch Lê Ma, đôi cánh của ở hành lang cánh trái của Charity đang là Thạch Lê Ma cùng với Tà Di Maria, hai cầu thủ tấn công rất số má của bóng đá phong trào thành phố Hồ Chí Minh. Đó đều là hai cầu thủ có tốc độ và ngày hôm nay chắc chắn rằng hậu vệ biên phải của các thủ FC 81 sẽ phải có một ngày làm việc toát mồ hôi. Các anh phải đối đầu với hai chiến đấu cơ F1 thực sự là rất uy lực của các thủ Charity. Hồng Vinh, Điệp Ba Lô, vẫn Điệp Ba Lô, không được. Tiếp tục là cầu thủ ma số 4. Thạch Neymar. Cậu lên bóng cho Charity, khá tốt. Không vào. Chuyển vào trong là Tà Di Maria. Của người vừa có pha kết thúc là Minh Sacom. Cú vẩy má ngay ở góc gần của cầu thủ ma số 4. Đứng trong khung gỗ của các cầu thủ FC 81 ngày hôm nay đang là thủ thành Thịnh Vũ. Thủ thành cũng có thể nói là rất số má với sân chơi bóng đá phong trào của thành phố Hồ Chí Minh. Đình Thảo, Lâm Ken, Tiểu Vương. Phần nào đó thì sự chủ động trong cách triển khai bóng đang
nghiêng về phía các thủ Charity với sự cơ động nơi tuyến giữa của đội bóng áo xanh cùng với tốc độ bứt phá ở hai hàng lăng cánh của đội bóng này. Phước Thuận cơ hội cho Charity vẫn còn, tốc độ của Thạch Neymar, sự dứt tuyệt vời của cầu thủ bên phía Charity vẫn Thạch Neymar. Michakom bóng hay, chưa có quả dứt điểm ngay. Bóng hơi chần chừ của số 11 là Thanh Masu. Tiểu Vương, Thạch Neymar, Tadi Maria, tốc độ của Tadi Maria căng ngang không vào. Tiếp tục là một tình huống lên bóng chất lượng nữa nơi hành lang cánh trái của các cầu thủ Charity. Và tiếp tục là Tadi Maria với một tình huống khuấy đảo lên hành lang cánh trái cùng với một pha đưa bóng vào đầy khó chịu. Đã có pha dứt điểm bên phía Charity nhưng gần đó là chưa đủ để có thể hạ gục được thủ thành Vũ Thịnh, người vừa băng vào, và kết thúc là cầu thủ mang áo số 19 Thanh Thiện. Thanh Thiện đang là người đá cắm trên hàng công của câu lạc bộ Charity. Ngày hôm nay người đang đá tiền đạo mục tiêu của câu lạc bộ FC 81 là Long Củi. Nhưng ngôi sao của phố biển Vũng Tàu vẫn chưa có cơ hội để có thể để lại dấu ấn, khi mà những người đồng đội của anh vẫn còn đang phải rất bận lòng ở trong công tác phòng ngự. Họ đang phải gian trải đội hình để có thể nói để có thể quay bắt được những pha lên bóng của Charity. Đình Thảo không kịp, tiếng húng ném biên được dành cho FC 81. Phước Thuận, người vừa cắt bóng là Tiểu Vương. Lê Hoàng, Michakom, tình huống đánh vỗ mặt và cắt bóng tốt của hậu vệ bên phía đội bóng đỏ. Long Màu đã vượt qua được Lâm Ken bằng một động tác kỹ thuật rất khó. Cơ hội không có gì là nguy hiểm. Long Màu đã có một pha qua người hay cùng với một quả thả về phía cột xa. Vừa rồi cầu thủ tấn công bên phía anh lăng cánh phải của FC 81 đã không thể có được một pha xử lý gọn gàng hơn. Có vẻ như anh đã dành phần lớn sức lực để có một pha bứt tốc, và khi tiếp cận với trái bóng thì cầu thủ này đã không còn đủ nội lực để có thể đưa ra được một quả đá chất lượng hơn. Pha xử lý vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 33. Tình huống dứt điểm của Tiến Anh. Phần nào đó thì các cầu thủ FC 81 đang dần lấy lại được thế trận với sự máu lửa nơi khu vực trung tuyến. Điệp Ba Lô, ngày hôm nay bộ đôi tiền vệ trung tâm của FC 81 đang là Điệp Ba Lô cùng với Trần Hải. Lê Hoàng, Tadi Maria, Thạch Neymar, Tadi Maria, Tiểu Vương. Đội bóng xanh vẫn đang rất bình tĩnh để tiếp cận cầu môn của thủ thành Thịnh Vũ. Thạch Neymar, Lê Hoàng không được. Ý đồ của số 11 là một tình huống duỗi mù, nhưng đó là pha dứt điểm mà cầu thủ này đã không có thể nói là thực hiện tốt ý đồ của mình. Thạch Neymar, tình huống bẻ lái và đi bóng vào trong, nhưng đến Điệp Ba Lô thì số 11 đã phải dừng lại. Phản công cho FC 81. Quang Liêm cùng với Long Ngầu đang là bộ đôi tiền đạo của câu lạc bộ FC 81, nhưng số 77 và số 17 cho tính cho đến thời điểm này thì họ vẫn chưa thể
tìm được ra số phone của nhau. Đang chưa có được sự liên lạc giữa Long Màu cùng với Quang Liêm. Minchacom. Phạm lỗi rồi. Phạm lỗi của số 11 bên phía FC81 thì cũng phạm lỗi của Thanh Masu. Thanh Masu cùng với Hồng Vinh đang là bộ đôi trung vệ của các đội FC81 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Lê Hoàng. Chuyển hơi thì hơi mạnh của Lê Hoàng. Đình Thảo. Tiếp tục là Đình Thảo. Trọng tài đã phất cờ bắt lỗi việt vị của hậu vệ mang áo số 5. Trần Hải. Tuấn Kiệt. Điệp Ba Lô. Tiểu Vương. Lâm Ken. Đình Thảo. Minh Sa Com. Đã không còn một sức tấn công áp đảo như những phút đầu trận được dành cho Charity nữa. Nhưng đây là một cơ lên bóng tốt dành cho họ. Tadi Maria. Tadi Maria không được. Lại là một pha đưa bóng vào trong đầy khó chịu nữa của Tadi Maria. Nhưng tiếp tục là một pha cắt bóng tốt của trung vệ Thanh Masu. Tiểu Vương. Không hề có tình huống việt vị. Điều đó cũng là một pha bóng mà Lê Hoàng cũng thể không thể theo kịp được đường truyền của người đồng đội nơi tuyến sau. Pha phạt bóng rất mạnh của Thịnh Vũ. Tiểu Vương. Minh Sacom. Đình Thảo. Tiểu Vương. Chuyền rất chính xác dành cho Thạch Neymar. Thạch Neymar. Vẫn Thạch Neymar. Có khoảng trống và cú dứt điểm. Vào! Pha xử lý rất quen thuộc của Thạch Neymar. Những tình huống xuất phát từ nơi hàng cánh trái, đi bóng bẻ lái vào trong. Và như vậy là đủ để Thạch Neymar có thể mang về bàn thắng đầu tiên cho Charity ở trong trận đấu ngày hôm nay. Biết là như vậy nhưng các hậu vệ bên phía câu lạc bộ FC81 cũng không thể làm gì trước khả năng đi bóng cùng với sức dướn. Bên cạnh đó là khả năng dứt điểm tuyệt vời của Thạch Neymar. Và 1-0 dành cho Charity. Đội bóng áo xanh đã cụ thể hóa được những sức ép của mình kể từ đầu trận bằng pha lập công. Khá đáng tiếc cho FC81 khi mà họ cũng đã có những quãng thời gian chơi quật khởi và phần nào đó làm chủ được thế trận. Nhưng chưa thể có được pha dứt điểm đầu tiên thì họ đã bị trả giá bằng một pha lập công của Thạch Neymar. Rất đáng tiếc. Pha bay người đánh đầu của Long Màu. Tiếng đánh đầu khá giống với cách mà Robin Van Persie đã làm vào lưới của đội tuyển Tây Ban Nha tại kỳ World Cup năm 2010. Pha đánh đầu theo kiểu người Hà Lan bay của Long Màu. Lâm Ken. Đội bóng chơi tấn công đã có được bàn thắng và chắc chắn rằng ngoài đôi chân của Charity sẽ trở lên uyển chuyển và mềm mại hơn nữa. Thạch Neymar. Tiểu Vương. Rất hợp lý. Tadi Maria. Thạch Neymar cũng thả cho Tadi Maria. Rất hay Tadi Maria. Tình huống xẻ nách tốt của các cầu thủ bên phía Charity. Nhưng ở nhịp cuối thì Tadi Maria đã không thể mang lại một đường truyền tốt hơn dành cho những người đồng đội.
Tỷ số vẫn đang dừng lại là 1-0 nghiêng về phía câu lạc bộ Charity. Điệp Balu. Tiến Anh. Lê Hoàng. Tài Đi Maria. Tài đã phất cờ báo lỗi việt vị của số 19 Thanh Thiện. Thanh Thiện đã di chuyển sớm hơn một bước chân so với đường truyền của người đồng đội Tài Đi Maria. Hồng Vinh. Điệp Ba Lô. Hồng Vinh. Rất chính xác. Trần Hải. Vẫn là các cầu thủ FC 81. Trần Hải. Long Mầu. Không được. Ý đồ tốt của Long Mầu. Nhưng vừa rồi là một tình huống mà các cầu chơi phòng ngự của Charity đã bố trí với số đông cao thủ và đường truyền chọc khe của Long Mầu đã không thể đến được với vị trí của Quang Liêm. Lỗi việt vị rồi. Thêm một lần nữa thì trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị của cao thủ bên phía Charity. Đình Thảo. Thành Ma Su. Thành Ma Su. Nỗ lực cắt bóng tuyệt vời của trung vệ mang áo số 11. Là có một pha đua tốc độ cùng với Thanh Thiện và chiến thắng ở trong pha ngăn chặn. Tiểu Vương. Rất hợp lý. Thạch Đầy Ma. Không được. Cú đặt lòng hơi khẽ của Thạch Đầy Ma. Quang Liêm. Lê Hoàng. Điệp Ba Lô. Có lỗi rồi. Bóng Thanh Thiện đã phạm lỗi với Điệp Ba Lô. Tiểu Vương. Quang Siêu. Lâm Ken. Misacom. Tình huống lấy bóng khá thoáng của các cầu thủ Charity. Vừa rồi là một tình huống xin 30.000 thành công của Lê Hoàng. Anh đã lỡ một nụ cười rất tươi. Misacom. Mất bóng rất nguy hiểm. Trần Hải có phản công dành cho FC 81. Trần Hải. Long Mầu. Tình huống phạm lỗi của Vương Tiểu với Long Mầu. Và quả đá phạt. Tình huống đá phạt nhanh Quang Liêm. Quả bóng mà có vẻ như Quang Liêm đã chưa sẵn sàng để đón nhận được đường truyền nhanh của Long Mầu. Lập Ken thì cũng đã rất tỉnh đòn ở trong pha bóng rồi. Với một tình huống cắt bóng thật sự là rất nhanh nhạy. Không được. Chuyển quá mạnh và Tiến Anh đã không thể bắt kịp được pha chuyền bóng vừa rồi của người đồng đội. Misacom. Thạch Đầy Ma. Tiểu Vương. Trần Hải. Rất khó để cho những người ông đội có thể theo kịp được những đường truyền như vừa rồi. Trước khi trận đấu này diễn ra thì trên mặt sân tại thành phố Bà Rịa cũng đã có những cơn mưa và chắc chắn rằng nó cũng sẽ ảnh hưởng
đến lối chơi của cả đôi bên. Tadi Maria, Minchacom, Minchacom sút xa không được. Đã từ cự ly rất xa của Minchacom. Như vậy là không bao giờ có thể gây ra được những khó khăn với một thủ thành dạn dày kinh nghiệm như Thịnh Vũ. Long Mầu, Quang Liêm không kịp. Sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Charity. Vào sân là cầu thủ mặc áo số 28 Dimitri, người đã từng thi đấu tại Europa League, cầu thủ quê gốc Ukraine. Dimitri, Đình Thảo, Lương Viết Quang không được. Lâm Ken, Lê Hải, Lương Viết Quang, Đình Thảo, Dimitri, Minchacom, Tadi Maria, quả thả rất chính xác và cơ hội. Dimitri 2-0 cho các thủ Charity. Gason mã số 28 của Charity khi vừa được tung vào sân chưa bao lâu thì anh đã để lại dấu ấn bằng một tình huống chạy chỗ không bóng thực sự là rất hoàn hảo. Pha bóng mà Dimitri chỉ cần đệm lòng là có thể chiến thắng được thủ thành Thịnh Vũ. Nhưng trước đó thì chúng ta cũng cần phải nhắc đến khả năng di chuyển không bóng của cầu thủ mã số 28 là đẳng cấp như thế nào. Và 2-0 được dành cho Charity. Thêm một sự thay đổi người nữa bên phía đội bóng áo xanh, các thủ Charity. Vào sân là số 10 Việt Tiến. Hiệp 1 đã bước vào phút thi đấu thứ 21. Tỷ số đang là 2-0 được dành cho Charity. Thắng Phàng cũng đã là người được tung vào sân ở bên phía các cầu thủ FC81, cầu thủ mang áo số 26. Việt Tiến, Dimitri không được. Việt Tiến, Thắng Phàng, Điệp Ba Lô, Tiến Anh, Quang Liêm. Bóng đã chuỗi đi và Quang Liêm không thể theo kịp được đường chuyền vừa rồi của người đồng đội. Đình Thảo, Dimitri, Lê Hoàng, Điệp Ba Lô, Trần Hải, Quang Liêm. Quang Liêm và Việt Tiến, Trần Hải rất nhanh. Lập Ken đang đá ở vị trí trung vệ với thể hình không to cao, nhưng bù lại đó anh có khả năng nhanh nhẹn cùng với những tình huống đọc bài rất nhanh. Minchacom, Minchacom không hề có tình huống việt vị của số 4. Không như vậy trọng tài đã phất cờ rồi. Phước Thuận, cho đến thời điểm này của hiệp 1 thì các thủ FC81 họ gần như chưa có một tình huống nào dứt điểm về phía cầu môn của thủ thành bên phía Charity. Một buổi chiều làm việc thực sự là rất yên ả với thủ thành Duy3D cho đến lúc này là như vậy. Dimitri, Dimitri và Thắng Phàng buộc lòng phải là một tình huống phá bóng an toàn của Thắng Phàng khi đối đầu với ngoại bình của Charity. Dimitri,
Đình Thảo, Lâm Ken, cắt bóng rất tốt của Thanh Ma Su, Long Mầu không kịp. Hôm nay để siêu tiền đạo Long Mầu cũng chưa nhận được những sự hỗ trợ của những người đội nơi tuyến sau. Anh chàng tỏ ra khá dịu dàng trước hàng phòng ngự của các thủ Charity. Tadi Maria tiếp tục lọc về cầu thủ quê gốc Bình Định, Dimitri, Lê Hải, không đó chính xác là Lê Hoàng. Cơ hội cho Quang Siêu dứt điểm, 3-0 rồi. Người vừa ghi bàn là Thanh Thiện. Một tình huống đánh vỗ mặt của cầu thủ Charity, và họ đã có được bàn thắng thứ 3 ở trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Thế trận rất khó khăn đến với FC 81. Và thêm một sự thay đổi người nữa bên phía đội bóng áo đỏ. Người vừa được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 13. Đó là sự xuất hiện của Đoàn Phú. Cùng với đó là số 14, anh Thái Khắc Thìn. Điệp ba lô. Khá nguy hiểm. Như vậy là trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi để bóng chạm tay của Lâm Ken trong pha nỗ lực ngăn cản vừa rồi, và cơ hội để cho FC 81 có được bàn thắng thu ngắn cách biệt. Quả đá phạt ở cự ly chừng 18m. Được trước bóng đang là số 7 cùng với số 7. Đó là Trần Hải cùng với Long Mầu, và nhiều khả năng người đá quả đá này sẽ là Trần Hải, đội trưởng của cầu thủ FC 81. Ngoài việc là một cây viết thể thao có nhiều những bài viết chất lượng, thì anh Trần Hải cũng được biết đến là một cầu thủ bóng đá phong trào thực sự là đầy tâm huyết. Trần Hải không được. Quả đá bay vọt xa của Trần Hải. Thành Thiện, Việt Tiến, không được. Thành Đầy Ma, Quang Siêu, Minh Sa Còm, Dimitri, chuyền rất hay của Dimitri, Tadi Maria, Minh Sa Com, Đình Thảo rất chính xác, và bắt bước một rất gọn gàng của số 5 Đình Thảo. Đình Thảo, quả người hay, quả tát. Thanh Ma Su, Tuấn Kiệt, cậu lên bóng dành cho FC 81.
Tuấn Kiệt, Trần Hải, lỗi Việt Vị mất rồi. Mà thời tiết tại khu vực phía Nam đang là rất thất thường, trời khi nắng khi mưa. Khi trận đấu vừa bắt đầu thì đã có nắng đẹp và giờ đây thì đang có những cơn mưa ngang qua rồi. Đình Thảo, Minh Sacom, Lâm Ken, Thạch Đầy Ma. Thạch Đầy Ma là một cầu thủ có tốc độ thực sự là rất tuyệt vời. Thạch Đầy Ma, Thạch Đầy Ma, vẫn Thạch Đầy Ma đi bóng rất hay. Thạch Đầy Ma, không có người đồng đội nào tiếp ứng cho Thạch Đầy Ma ở pha bóng vừa rồi. Bộ kỹ năng xử lý ở dưới đáy biên vừa rồi của Thạch Đầy Ma là quá đẳng cấp, quá tuyệt vời. Rất ít những cầu thủ có thể đi bóng ở những cái phạm vi và không gian thực sự là rất hẹp như vừa rồi. Tốc độ tốt, kỹ thuật, kỹ năng xử lý bóng điêu luyện cùng với một đường truyền ngược vào trong thực sự là rất đúng bài. Nhưng đã không có một cái bóng áo xanh nào đủ nhanh để có thể băng vào áp sát cầu môn của Hoàng Vũ Thịnh. Tỷ số vẫn đang dừng lại là 3-0 cho Charity. Long Màu có quá ít nhân sự trong tình huống lên bóng này của các đội FC81 và nó đã bị bẻ gãy một cách đơn giản. Với tính chất là một trận đấu giao hữu thì với quan điểm của cá nhân tôi, các thủ Charity đá như thế này là không ổn rồi. Lâm Ken, Quảng Siêu, Thạch Nay Ma, Dimitri, chuyển quá mạnh của Thạch Nay Ma dành cho số 28. Sau khi vào sân thì Thắng Phang đang đá trung vệ của các thủ FC81 và nhiệm vụ của anh đang là đeo bám Dimitri, cầu chơi ngoại bình của các thủ Charity. Thanh Ma Su là người vừa gặp phải một chấn thương và cũng rất nhanh, số 11 đã có thể tiếp tục đứng dậy và thi đấu. Sự thay đổi người bên phía các thủ Charity, người rời sân là cầu thủ mang áo số 11 Lê Hoàng, vào sân để thế chỗ cho anh là cầu thủ mang áo số 16 Tân Torres. Điệp Ba Lô, Thắng Phang, Long Màu, Điệp Ba Lô, pha xử lý rất hay của Thái Khắc Thìn. Long Màu, Khắc Thìn cơ hội cho số 14. Rất hay. Long Màu không vào. Khắc Thìn cùng với Tuấn Kiệt đã làm hết những gì khó khăn nhất, làm hết những công việc khó nhất để mang lại một cơ hội dành cho Long Màu. Nhưng không hiểu sao ở một tư thế đối mặt như vậy mà siêu tiền đạo của chúng ta lại có thể không chiến thắng được thủ thành của Charity. Cơ hội rất tuyệt vời, cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận được dành cho FC81. Nhưng Long Màu thì anh đã quay lại với biệt danh Long Củi của mình rồi. Chưa có bàn thắng thu ngắn cách biệt cho FC81 và tiếp tục là sự thay đổi người của các thủ Charity. Người được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 14, đó là Hoàng Phước. Cùng với đó là cầu thủ mang áo số 8 Hoài Minh. Hoàng Phước,
Quảng Siêu. Thành Neymar. Hoàng Phước. Việt Tiến. Ta đi Maria. Thạch Neymar. Thạch Neymar. Quả tạt cho Tân Torres. Thạch Neymar không những đi bóng hay dứt điểm tốt mà anh còn là một chân truyền, chân tạt cánh. Thực sự là chất lượng của Charity. Rồi thì anh đã cho thấy khả năng tạt bóng của mình là tốt như thế nào với một quả chuyền hướng đến đúng vị trí của Tân Torres. Có vẻ như số 16 vừa mới vào sân và chưa kịp nóng máy. Và xử lý phần nào đó là hơi long ngóng của Tân Torres. Tadi Maria. Thạch Neymar. Hoàng Phước, Dimitri, lỗi việt vị rồi. Tadi Maria đã rơi vào thế việt vị. Hiệp 1 đã bước sang phút thi đấu thứ 36 và tỷ số đang là 3-0 nghiêng về phía Charity. Long Mầu, Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt, Long Mầu, pha xử lý rất đẳng cấp của Long Mầu. Điệp Ba Lô, Điệp Ba Lô, Điệp Ba Lô đã không thể vượt qua được Quảng Siêu. Thạch Neymar, Tân Torres. Trần Hải. Được chuyền rất dài của Dimitri và tình huống đua tốc độ của Thạch Neymar đã có thể kiểm soát được trái bóng. Tadi Maria. Không được. Tân Torres. Thắng Phang. Đường truyền quá mạnh của Thắng Phang dành cho Tin Romario. Việt Tiến. Đình Thảo. Rất tốt. Và bóng ra viền và cắt bóng rất dứt khoát của Thanh Ma Su. Hoàng Phước. Trần Hải. Điệp Ba Lô. Điệp Ba Lô đã để mất bóng ở một vị trí rất nguy hiểm. Việt Tiến. Tân Torres. Dimitri. Việt Tiến. Dimitri rất hay. Thạch Neymar. Thạch Neymar. Thắng Phang đã bị bỏ lại phía sau. Thạch Neymar. Quả tạt của Thạch Neymar. Đánh đầu. Đó là một pha dứt điểm bằng đầu của cầu thủ ma số 8. Pha dứt điểm bằng đầu nhưng không phải bằng đầu mà nó là bằng đầu gối. Đúng dứt điểm đến từ Hoài Minh. Khắc Thìn, Long Mầu, Quang Liêm, Long Mầu đủ nhanh không? Long Mầu không đủ nhanh để có thể tiếp cận được với trái bóng. Lâm Kèn cũng đã thi đấu rất hay ở trong hiệp 1 của trận đấu này, ở vị trí trung vệ.
đánh đầu và bằng vào là của Thái Khắc Thìn. Trần Hải tiếp tục, Trần Hải được truyền bằng chân trái quá sâu mất rồi. Dimitri Tân Torres, Việt Tiến vẫn là cao thủ Charity, Hoài Minh, Tân Torres, Đình Thảo, Hoài Minh, quả người rất hay của Hoài Minh. Tân Torres cơ hội không vào. Thêm một lần nữa thì Thắng Phang đã bị các tổ tấn công của Charity bỏ lại phía sau. Nhưng thêm một lần nữa thì các tiền đạo của Charity vẫn chưa thể có được bàn thắng thứ tư. Thái Khắc Thìn, Long Mầu. Quá ít những cầu thủ áo đỏ trong tình huống này. Long Mầu. Penalty. Pha xử lý rất quái của Long Mầu. Không có nhiều lựa chọn cho Long Mầu ở tình huống vừa rồi. Và khi có tác động của Quảng Siêu thì ngay lập tức tiền đạo mà số 77 đã ngã ra rất nhanh. Và như vậy là đủ để các trọng tài chỉ tay vào chấm đá phạt đền. Cơ hội để cho FC 81 có được bàn gỡ ở trong hiệp 1 của trận đấu này. Người sẽ thực hiện quả đá phạt đền này cho FC 81 là cầu thủ mang áo số 3 Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt không vào. Trần Hải vẫn không vào. Thêm một cơ hội rất tuyệt vời nữa bị bỏ lỡ bởi các đội FC 81. Trước khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm đá phạt đền vừa rồi thì Tuấn Kiệt đã mang lại được chuyền quyết định dành cho Long Mầu để đối mặt với thủ thành Duy 3D. Nhưng hai lần thì cả Tuấn Kiệt cùng với Long Mầu đều đã không thể giành chiến thắng được trước thủ thành của các thủ Charity. Và vẫn là 3-0 cho đội bóng áo xanh. Việt Tiến, Tân Torres, Việt Tiến, Hoài Minh. Bóng đá chạm tay của Hoài Minh. Đá phạt nhanh cho FC 81. Tuấn Kiệt, Long Mầu. Long Mầu. Trần Hải. Dimitri. Mở biên rất chính xác. Bên phía các thủ Charity họ cũng vừa có một sự thay đổi người. Người vừa tung vào sân là cầu thủ mang áo số 29 Việt Hoàng. Tuấn Kiệt và Đình Thảo. Đã có tình huống phạm lỗi của Đình Thảo với Tuấn Kiệt. Đoàn Phú, Tân Torres gọi phản công cho Charity. Dimitri, Hoài Minh, Dimitri, Việt Tiến, Dimitri, Tân Torres, Đình Thảo,
Hiệp 1 có trận đấu đang bước vào phút thi đấu thứ 44 rồi. Còn chừng 1 phút nữa cho quãng thời gian thi đấu chính thức. Và đây tỷ số vẫn đang là 3-0 nghiêng về phía Charity. Một cách biệt quá an toàn ở trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Chúng ta có thể khẳng định rằng chiến thắng ở trong hiệp 1 đã thuộc về các thủ Charity. Một hiệp đấu mà các thủ FC 81 cũng đã thi đấu rất nỗ lực. Có hai cơ hội thực sự là 10-10. Nhưng Long Mầu cùng với Tuấn Kiệt đã không thể mang về những bàn thắng cho FC 81. Tình huống chọc khe. Đường truyền của Dimitri dành cho Tân Torres. Quả bóng thủ thành Vũ Thịnh cũng đã cho thấy kinh nghiệm của mình với một tình huống xuất thành và làm chủ được pha bóng vừa rồi. Và đúng là tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài chính đã vang lên. Tỷ số ở trong hiệp thi đấu thứ nhất là 3-0 nghiêng về phía Charity. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại với hiệp 2 sau ít phút nghỉ giải lao nữa. Hết pin nó có pin có pin đây không vậy? Hết pin nó rồi toang. Try to feel the heat in the cold. You're making it harder. Damn.
thaovip.com.vn, thế giới bóng đá.net, giải bóng đá chính hãng dành cho bạn. Các bạn khán giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Bà Rịa để tiếp tục theo dõi hiệp 2 trận đấu giao hữu giữa các thủ FC 81 cùng với câu lạc bộ Charity. Trong hiệp 1 thì đã là chiến thắng tạm thời với khoảng cách là 3 bàn được dành cho Charity. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì đội bóng áo xanh Charity đang là những người bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của các bạn, và ở phần sân đối diện với trang phục áo đỏ quân đỏ sẽ là sự xuất hiện của các cầu thủ FC 81. Ở ngay trong đầu hiệp thi đấu thứ hai này thì FC 81 đã có liên tiếp những sự thay đổi người, với những sự xuất hiện của số 15 Hữu Thắng, số 88 Nguyễn Long, số 5 Đặng Đoàn, cùng với đó là số 16 Việt Ca Phu. Pha chạm bóng đầu tiên của Việt Ca Phu sau khi được tung vào sân. Đặng Đoàn
Hiệp 1 là một hiệp đấu mà các thủ Charity đã chơi lấn lướt hơn hoàn toàn so với FC 81. Và họ đã có được 3 bàn thắng. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy tiếc nuối cho các thủ FC 81 khi mà đội bóng này đã có hai cơ hội rất tuyệt vời được trao cho Long Mầu cùng với Tuấn Kiệt ở trên chấm đá phát đền. Nhưng cả Long Mầu và Tuấn Kiệt đều đã không thể chiến thắng được thủ thành của các thủ Charity. Trong hiệp 2 này thì thủ môn của Charity sẽ là thủ thành mang số 1 Biheo. Nhật Trường, Quảng Siêu, Tadi Maria, Đình Thảo, Tadi Maria, Việt Tiến, và cặp bóng rất tốt của Thanh Masu. Trong hiệp 1 thì Thanh Masu cũng đã chơi hay ở vai trò của một trung vệ. Việt Tiến, Thắng Phang, Thanh Ma Su, Việt Ca Phu, Thắng Phang, Trần Hải, Đặng Đoàn, Việt Ca Phu. Với việc bổ sung những nhân tố trẻ hơn như thế này thì liệu rằng trong hiệp thi đấu thứ hai này các cầu thủ FC 81 có thể ghi được những bàn thắng hay không? Đặng Đoàn, như vậy đã có tình huống để bóng chạm tay của các thủ Charity ở ngoài khu vực cấm địa. Họ đã phạt chừng 17m. Check về bên phải theo hướng tấn công của FC 81. Đứng trước bóng đang là Thanh Ma Su cùng với Đặng Đoàn. Bên cạnh đó là Trần Hải. Tiếng đá phạt nhanh của Trần Hải. Đây sẽ là quả đá phạt có còi. Đã có những sự nhắc nhở của trọng tài chính dành cho đội trưởng của FC 81. Các thủ FC 81 đang gặp khó ở trong những tình huống bóng sống. Và liệu rằng họ có thể sống lại nhờ những pha bóng chết như thế này hay không? Không được. Đá của Đặng Đoàn. Bóng bật rào chắn và không có gì là nguy hiểm với thủ thành Duy Ba Đi. Tadi Maria, Tân Torres, Việt Ca Phu. Lỗi rồi. Tình huống can thiệp từ phía sau có lỗi của Thanh Ma Su với Tân Torres. Việt Ca Phu, Thắng Phang, Thanh Ma Su. Việt Ca Phu, Nguyễn Long có lên bóng cho các cầu thủ FC 81. Việt Ca Phu, Long Mầu, Dương Nào, quả tạt của số 8, Long Mầu, Tito Mario không được.
Thêm một lần nữa thì Long Màu đã có thể tìm được tiếng nói chung với Thìn Đông Mario. Nhưng rất đáng tiếc là tiền đạo lão tướng của câu lạc bộ FC 81 đã chưa có được một pha xử lý gọn gàng hơn ở trong khu vực cấm địa vừa rồi. Tân Torres, Hoài Minh. Bóng chạm tay của Việt Cafu và đá phạt được dành cho các cầu thủ Charity. Hoài Minh. Minh Sacom, động tác giả hay của Minh Sacom, 4-0 cho Charity. Charity vẫn biết cách tạo ra được sự khác biệt trong mỗi pha lên bóng của mình. Họ thường xuyên có những tiểu hướng điểm huyệt phòng ngự của FC 81 bằng những pha dứt điểm gọn gàng và đầy hóc hiểm của các chân sút. Ngày hôm nay vấn đề của FC 81 đang nằm ở việc họ chưa có thể dứt khoát hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng của mình, và đặc biệt là sự cơ động ở hai hành lang cánh của FC 81 thì vẫn chưa có. Họ đang chưa có được những cầu chơi trẻ trung hơn để có thể khoan phá ở hai hành lang cánh. Với bóng đá hiện đại và với bóng đá trên mặt sân 11 người thì đội bóng nào sở hữu được đôi cánh chất lượng với những cầu thủ có khả năng xuyên phá tốt thì đội bóng đó sẽ có thể chiếm được lợi thế. Và ngày hôm nay Charity họ đang nhỉnh hơn một chút so với FC 81 nhờ việc đội bóng này có được sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ tấn công cánh thực sự là rất chất lượng. Lúc này thì Thạch Lima cùng với Tari Maria đã là người rời sân. Nhưng trước khi rời sân thì Tari Maria cùng với Thạch Lima đã để lại rất nhiều dấu ấn với cách chơi tấn công biên của Charity. Chính việc các cầu thủ Charity chơi tấn công biên nhiều, điều đó đã khiến cho sự tập trung của hàng thủ bên phía FC 81 phải dồn ra hai hàng lang cánh. Và khi đó thì ở khu vực trung tuyến của họ sẽ xuất hiện những lỗ hổng. Và các thủ Charity cũng đã khai thác rất tốt vào những cái điểm hổng đó bằng việc có được 4 bàn thắng cho đến lúc này. Đình Thảo. Quân Chùa. Hoài Minh. Lê Hoàng. Không có tình huống phạm lỗi. Tình huống chơi bóng như ở trong môn thái cực quyền của anh Lê Hoàng đã không thể qua mắt được các trọng tài. Sút ra. Không vào. Đã rất uy lực của Tân Torres, họng pháo hạng nặng của Charity. Trên mặt sân 7 người thì những quả đá từ ngoài khu cấm địa của Tân Torres thì luôn mang lại những nỗi ám ảnh với các thủ một. Và ngày hôm nay trên mặt sân 11 người thì cầu thủ này cũng đang có một pha bóng phát huy được sở trường của mình. Tình huống đá khá khó, đã vào sát cột dọc. Nhưng đó cũng là một pha bóng mà thủ thành của FC 81 đã chơi tập trung với một tình huống ngăn cản hay. Thì đây sẽ là quả đá phạt góc cho Charity. Đình Thảo. Khắc Thìn. Quảng Siêu ném biên cho Charity. Thì cũng để mất bóng rất nguy hiểm của Việt Ca Phù. Việt Tiến. Lê Hoàng. Lâm Ken. Quân Chùa. Lê Hoàng. Rất hay. Hoài Minh. Đúng, đi bóng vào trong của Hoài Minh. Việt Tiến sút ra. Khá nguy hiểm, bóng vừa đập cột dọc. Đã rất kỹ thuật của Việt Tiến. Thêm một cơ hội nữa cho Charity. Chưa có bàn thắng thứ 5 dành cho đội bóng xanh. Bóng bật cột bật ra và Đình Thảo đã rất nhanh và đầy nhạy cảm để đón lõng được pha bóng vừa rồi cùng với một cú đá chéo góc.
Thì cú đá vừa rồi của hậu vệ biên mã số 5 thì đấy là một pha dứt điểm không đi trúng mục tiêu. Đoàn Phú. Việt Tiến. Michacom. Quảng Siêu. Huỳnh Nhật Trường. Michacom. Michacom ngày hôm nay đang là một tiền đạo tiền vệ thi đấu với kiểu tiền vệ mỏ neo của Catu Charity. Anh chính là người dọn dẹp những pha bóng của Charity. Cùng với đó là những tình huống phân phát bóng lên phía trên dành cho những người đồng đội. Và cho đến thời điểm này thì Michacom đang hoàn thành thực sự là hoàn hảo cái nhiệm vụ đó. Thanh Ma Su. Khắc Thìn. Đỡ bóng rất dính của số 14. Việt Ca Phu. Dương Nào. Việt Ca Phu. Thanh Ma Su không thể vượt qua được Quảng Siêu. Thanh Ma Su đã quay tay xin thẻ người rồi. Ngài hoạt động hết công suất của Thanh Ma Su. Lỗi rồi. Hữu Thắng là người vừa tung vào sân bên phía FC 81. Đặng Đoàn. Lâm Ken. Việt Tiến. Quân Chùa. Lê Hoàng. Việt Tiến. Ném biên cho FC 81. Long Mầu. Trần Hải khá thoáng. Không được. Việt Tiến. Lê Hoàng. Quân Chùa. Michacom. Huỳnh Nhật Trường. Tân Torres. Quảng Siêu. Và đang là những sự kiểm soát bóng vượt trội của các thủ Charity. Lê Hoàng. Tiếp tục là số 11 Lê Hoàng. Việt Vị rồi. Bóng Quân Chùa đã bị bắt lỗi Việt Vi. Đặng Đoàn. Không được. Đã từ rất xa và không có được sự chính xác của Đặng Đoàn. Thank you.
Thắng Phang. Dương Nào. Trần Hải. FC81 vẫn đang miệt mài để đi tìm kiếm bàn thắng đầu tiên. Mặc dù họ đã có hai cơ hội rất ngon ăn ở trong hiệp 1. Thái Khắc Thìn, tình huống di chuyển không bóng rất khôn ngoan của số 14. Đặng Đoàn. Rất đáng tiếc. Bóng đã được đưa được các thủ FC81 đưa đến rất gần so với cầu môn của thủ thành Duy Ba Đê. Nhưng vừa rồi là một pha xử lý mà Đặng Đoàn đã hơi thiếu đi sự bình tĩnh. Anh hoàn toàn có thể phối hợp với những người đồng đội nơi phía trong. Phía trong vừa rồi thì có Khắc Thìn cùng với Long Màu đang đứng chờ sẵn. Như số 5 có thể tĩnh tâm lại hơn một chút thì các đội FC81 đã có thể nghĩ về được bàn thắng đầu tiên ở trong trận đấu ngày hôm nay. Thắng Phang. Lê Hoàng. Chúng xin 30.000 rất hay của Lê Hoàng nhưng Việt Cafu cũng đã rất nhanh để chữa thẹn. Thắng Phang. Trần Hải. Đặng Đoàn kịp không? Đặng Đoàn quả tê. Chuyền hơi sâu của Đặng Đoàn. Nguyễn Long. Không được. Rất khó để các tiền đạo lão tướng của FC81 có thể theo kịp đường chuyền vừa rồi của Nguyễn Long. Đình Thảo cố lên bóng cho các cầu thủ Charity. Cắt bóng tốt của Dương Nào. Việt Tiến mở bóng chính xác. Lương Viết Quang. Lương Viết Quang. Trần Hải. Đặng Đoàn. Quả xử lý chẳng khác nào Ronaldo của Đặng Đoàn và quả tạt. Còn hơi nhẹ của Đặng Đoàn. Hoài Minh. Lương Viết Quang. Không được. Phối hợp không hiểu ý nhau giữa Lương Viết Quang và Quân Chùa. Dương Nào. Khắc Thìn. Số 14 rất nhỏ con nhưng chạy chỗ thì thực sự là khôn ngoan. Vừa rồi pha xử lý kỹ thuật lỗi của anh. Hữu Thắng. Khắc Thìn. Hoài Minh. Việt Tiến. Đình Thảo, tốc độ tốt của số 5, Đình Thảo. Đình Thảo. Vẫn Đình Thảo căng ngang, cơ hội không vào. Pha xử lý rất hay của Đình Thảo, bàn bứt tốc cùng với một đường chuyền tuyệt vời cho người đàn em Tân Torres. Nhưng cũng ở góc đá đó và không hiểu tại sao tiền đạo mục tiêu của Charity lại có thể đá vào xa ngang, giống với những gì Long Màu đã làm ở trong hiệp 1. Lương Viết Quang, Quân Chùa, Hoài Minh, Việt Tiến, sút xa, không được. Đã thiếu chính xác của Việt Tiến mặc dù anh cũng đã rất nỗ lực băng lên để đón nhận đường chuyền của Hoài Minh. Việt Hoàng quay trở lại sân bên phía các thủ Charity. Sáng quá rồi.
Đoàn Phú. Hữu Thắng. Cơ hội cho Hữu Thắng. Tốc độ của cầu thủ mang số 15 Hữu Thắng. Penalty rồi, chắc chắn là như vậy. Ngày hôm nay thì các cầu thủ của FC81 đã được hưởng hai quả đá phạt đền. Trong lần đầu tiên thì Tuấn Kiệt đã không thể thành công. Còn lần này ai sẽ là người thực hiện đây? Đặng Đoàn. Số 5 Đặng Đoàn sẽ là người lĩnh sướng quả đá phạt đền này cho các cầu thủ FC81. Đặng Đoàn cùng với Duy Ba Đê. Trong hiệp 1 thì Duy Ba Đê đã xuất sắc để ngăn cản đi một quả đá phạt đền, và liệu rằng lần này có thành công hay không. Đặng Đoàn rất đơn giản. Quả đá đầy bản lĩnh của cầu thủ số 5 và cách biệt được thu ngắn số con 1-3 cho FC81. Liệu rằng đây có phải là điểm nổ trong cách chơi của FC81 ở trận đấu ngày hôm nay hay không? Họ đã có chừng 4 cơ hội và lần đầu tiên đội bóng áo đỏ có thể có được bàn thắng. Liệu rằng những đôi chân bên phía các lão tướng của FC81 có thể thăng hoa hơn hay không khi mà khoảng cách lúc này còn lại là 2 bàn và chắc ngoài tỷ số đang là 4-1 nghiêng về phía Charity. Khách đang đá 3 bàn và đã xuất hiện điểm sáng trong màn thể hiện của các thủ FC81 rồi. Ngay lập tức là động thái thay người đến từ các thủ Charity. Kéo đưa vào sân ngoại bình của mình, đó là số 27 Dimitri. Dường nào, Việt Ca Phù, Trần Hải, Đặng Đoàn, Trần Hải, Long Mầu. Dimitri. Chọc khe quá sầu của số 27. Long Màu. Có lỗi rồi. Phạm lỗi từ phía sau của Quân Chùa với Long Màu. Việt Ca Phu. Nguyễn Long. Huỳnh Nhật Trường. Đoàn Phú. Long Mầu. Cơ hội Đặng Đoàn. Cú đá hụt bóng của cầu thủ ma số 5. Rất đáng tiếc cơ hội để cho Đặng Đoàn có thể có được cú đúp ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Bóng vẫn trong chân các thủ FC81. Nguyễn Long. Lỗi Việt Vị mất rồi. Hoàng Phước. Thắng Phang. Trần Hải. Dương nào. Trần Hải.
làm sao rất nhanh của Dimitri. Lỗi việt vị rồi. Dimitri vừa rồi chạm bóng thì cũng sẽ là một tình huống việt vị mà thôi. Đoàn Phú. Dương nào. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Duy Ba Đê. Misacom. Lâm Ken. Dimitri. Thanh Thiện. Lương Viết Quang qua người rất hay. Lương Viết Quang. Lương Viết Quang được truyền ở tầm thấp và ngăn cản tốt của Thắng Phàng. Trần Hải. Long Mầu. Long Mầu kịp không? Long Mầu không được. Bóng rất nỗ lực của Long Mầu, bóng vẫn trong chân các cầu thủ FC 81. Đặng Đoàn. Long Mầu. Nguyễn Long. Nguyễn Long cậu cho Long Mầu. Long Mầu không được. Mầu đã bị đuối ở trong nhịp xử lý cuối cùng của mình. Trần Hải. Đặng Đoàn. Long Mầu. Long Mầu. Long Mầu và Huỳnh Nhật Trương. Không kịp. Cũng ập vào không đủ nhanh của Nguyễn Long, phạm lỗi rồi. Bóng mà Đặng Đoàn đã phạm lỗi với Misacom. Cũng chơi hơi tham bóng của cầu thủ mà số 5. Dimitri. Lỗi việt vị của Quân Chùa. Trần Hải. Đoàn Phú, Trần Hải, Việt Ca Phu, Hữu Thắng. Thắng chính là người đã mang về quả đá phạt đền cho FC 81 bằng một tình huống bứt tốc rất nhanh ở hàng là cánh trái. Buộc lòng các trung vệ của Charity phải phạm lỗi với anh ở trong vòng cấm. Mang về cơ hội để cho Đặng Đoàn ghi bàn thắng giúp cá biệt số còn 1-4 cho các thủ FC 81. Hoàng Phước. Lâm Ken. Lương Viết Quang. Quân Chùa. Hoàng Phước. Lỗi việt vị của Việt Hoàng. Long Mầu. Việt Ca Phu. Không hề có lỗi việt vị của Nguyễn Long. Cơ hội cho Nguyễn Long đối mặt. Không như vậy là cờ của trọng tài đã phơi lên. Nguyễn Long đã rơi vào thế việt vị.
của nhà trường không kịp. Nhật Trường thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 còn chừng khoảng 15 phút nữa. Tỷ số vẫn đang là 4-1 nghiêng về phía Charity. Việt Ca Phu, Long Màu, Nguyễn Long không hề có tình huống việt vị của Nguyễn Long. Nguyễn Long, cơ hội đối mặt cho Nguyễn Long. Đặng Đoan không vào. Quá đáng tiếc cho FC 81 ở cơ hội vừa rồi. Tình huống mà Đặng Đoan đã đối mặt với thủ thành Duy Ba Đề. Hôm nay thì Duy Ba Đề đã có một ngày làm việc thực sự là chói sáng. Tình huống để thua trên chấm đá phạt đền chỉ là một điểm xước trong màn thể hiện chói sáng của Duy Ba Đề mà thôi. Ít nhất là 3 lần Duy Ba Đề phải đối mặt với các tiền đạo bên phía FC 81 nhưng anh đều là người giành chiến thắng ở trong những tình huống mà anh có rất ít những cơ hội để có thể cản phá thành công. Sự thay đổi người của các cầu thủ FC 81, người vừa tung vào sân là cầu thủ mang áo số 33 Tuấn Anh. Lương Viết Quang đánh đầu, không đánh đầu hụt của Tân Torres. Nguyễn Long, Việt Ca Phu, Đặng Đoàn, Dương Nào không được. Tân Torres. Vẫn là số 16 Tân Torres. Hoàng Phước. Lê Hoàng. Thạch Đề Ma. Thạch Đề Ma đã quay trở lại sân. Qua Chùa. Qua Chùa, qua Tát. Việt Ca Phu. Đặng Đoàn. Đặng Đoàn. Đoàn đã hơi thiếu tự tin trong pha đối mặt vừa rồi với Minh Sa Cong. Lê Hoàng. Dimitri. Rất hợp lý nhưng tình huống đó Lương Viết Quang đã rơi vào thế việt vị. Phước Thuận vào sân để thế chỗ cho Dương Nào, cầu thủ mã số 22 bên phía FC 81. Nguyễn Long. Tân Torres. Hoàng Phước. Tân Torres. Quả tạt của Tân Torres. Minh Sa Cong. Dimitri.
Viết Tiến không được. Đặng Đoàn, tốc độ tốt của Đặng Đoàn. Đặng Đoàn, cơ hội đối mặt Đặng Đoàn. Không được. Đoàn đã không đủ nhanh ở trong pha bóng vừa rồi. Chính xác là Tân Torres đã rất nhanh để lùi về, cắt đi một tình huống bóng rất nguy hiểm của FC81. Đặng Đoàn đã hơi cầu toàn ở trong pha bóng vừa rồi. Anh hoàn toàn có thể dứt điểm ngay khi xuất hiện ở trong vòng cấm địa của các thủ Charity. Hơi chần chừ một chút và Tân Torres đã kịp thời cắt đi pha bóng nguy hiểm vừa rồi. Tuấn Kiệt, Long Màu, Đặng Đoàn. Rất đáng tiếc, nếu như Đặng Đoàn nhận bóng thì đó không phải là một tình huống việt vị. Tuấn Anh đã là người đứng sau hàng phòng ngự của Charity. Hoàng Phước, Quân Chùa. Hoàng Phước, Lê Hoàng. Đây là Thắng Phàng. Chuyển rất dài của Thắng Phàng. Tuấn Anh, Tuấn Anh. Rất hay Tuấn Anh. Cơ hội cho Tuấn Anh. Cách biệt được thu ngắn xuống còn 2-4 cho FC81. Pha đi bóng rất bất ngờ của Tuấn Anh. Không ai nghĩ rằng Tuấn Anh lại đột phá ở một cái cự ly như vừa rồi. Nhưng số 33 đã làm được điều đó. Và khoảng cách chỉ còn lại là 2 bàn. Và lập công vừa rồi của Tuấn Anh được ghi vào phút thi đấu thứ 39 của hiệp 2. Vẫn còn chừng khoảng 6 phút nữa cho quãng thời gian thi đấu chính thức. Chưa kể bù giờ. Và nếu như tiếp tục chơi với quyết tâm cùng với phong độ cao như thế này thì FC81 họ hoàn toàn có thể nghĩ về một trận hòa. Một cuộc lộ ngược dòng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù điều đó là khá khó, nhưng chẳng ai đánh thuế hy vọng và giấc mơ cả. Hoàng Phước, Tân Torres. Đỗ Việt Vị. Dimitri. Tiếp tục số 27. Hoàng Phước. Hoàng Phước. Misacom. Lê Hoàng. Chuyển đã bị bắt bài bởi Thắng Phàng. Tuấn Anh. Tuấn Anh. Đặng Đoàn không có lỗi việt vị. Đặng Đoàn. Tuấn Anh. Tuấn Anh, cơ hội cho Tuấn Anh đối mặt Tuấn Anh. Không, nhưng cờ đã phất lên mất rồi. Rất đáng tiếc cho Tuấn Anh. Thiếu chút nữa thì đã là cú đúp được dành cho số 33. Quả bóng mà Tuấn Anh và Đặng Đoàn đã có phối hợp khá hay. Tuấn Anh đã di chuyển hơi sớm một chút.
Hòa Phước, Thành Thiện, Hòa Phước, Thành Neymar rất hay. Tân Torres không có tình huống lỗi biên vị, phá phá bẫy biên vị hay của Tân Torres. Tân Torres, Dimitri, Lương Viết Quang, lỗi biên vị mất rồi. Pha xử lý hơi lằng ngoằng của các cầu thủ Charity và thời cơ đã trôi qua. Thắng Phan, Lê Hoàng, Thắng Phát đây, Dimitri, họ đã phạt lên cho các cầu thủ FC 81. Việt Cà Phù là người vừa bị phạm lỗi. Tuấn Kiệt, Long Màu và Minh Sa Com. Long Màu, chuyền rất hay của Long Màu. Tuấn Anh, chân trái của Tuấn Anh không được, đã trượt trụ của Tuấn Anh. Chuyền đầy ý đồ của Long Màu. Tuấn Anh sau khi được tung vào sân thì đã chơi quá hay. Anh đã có được một bàn thắng và một vài những thời cơ có thể ghi được những bàn thắng tiếp theo. Cùng với đó là khả năng phối hợp với những người đồng đội là khá ổn. Lương Viết Quang, Hoàng Phước, Thành Neymar, Tân Torres, Tuấn Kiệt, Long Màu, cơ hội cho Long Màu không đủ nhanh. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì các cầu thủ FC 81 đã có nhiều hơn những cơ hội. Số bàn thắng mà họ ghi được mới chỉ dừng lại ở con số 1. Chính xác là 2 bàn, cả 2 bàn thắng của FC 81 đều được ghi ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Thành Thiện, Tân Torres, Quân Chùa, quả tạt sớm của Quân Chùa, Dimitri cách biệt được nâng lên thành 5-1 cho các cầu thủ Charity. Và đó là cú đúp của Dimitri ở trong trận đấu ngày hôm nay. Pha lập công vừa rồi của Dimitri được ghi vào đúng phút thi đấu cuối cùng ở trong quãng thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2. 5-2 cho các cầu thủ Charity. Ta có thể khẳng định chắc chắn rằng chiến thắng ở trong ngày hôm nay sẽ thuộc về Charity. Một chuyến hành quân xuống thành phố Bà Rịa có thể nói là rất hoàn hảo của Charity với dàn sao trong đội hình của mình. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng cần phải dành những lời khen ngợi cho các lão tướng bên phía FC 81. Vòng này cũng đã chơi hay, quả cảm. Có được 2 bàn thắng và nhiều những cơ hội. Quân Chùa, Thắng Phan,
Dimitri. Hòa Phước. Thành Neymar. Thành Thiện. Lê Hoàng. Long Mầu, cơ phản công cho các thủ FC81. Long Mầu. Đặng Đoàn. Gọi là những pha xử lý hơi chậm chân của Đặng Đoàn. Vẫn Đặng Đoàn. Tuấn Kiệt. Long Mầu. Long Mầu. Vẫn là quá sâu với tầm băng lên của Long Mầu. Như vậy là tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính đã vang lên. Chiến thắng chung cuộc trong trận giao hữu giữa các đội FC81 cùng với câu lạc bộ Charity đã là 5-2 nghiêng về phía Charity. Các bạn khán giả thân mến, buổi livestream trực tiếp mà trận giao hữu giữa Charity cùng với các thủ FC81 trên sân bóng đá của thành phố Bà Rịa của chúng tôi hôm nay đến đây xin được khép lại. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo cũng trên sóng của bóng đá Phường Vũng Tàu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn cùng với gia đình có được sức khỏe cùng kỳ nghỉ lễ an vui.